cho người đi nhờ từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Nam, tài xế có thể bị phạt 10 triệu. Lợi dụng việc được chở hàng hóa di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng, lái xe Đặng Xuân Nam, sinh năm 1989, hiệu toán, hiệu hóa, Thanh Hóa, đã chở thêm một người đi nhờ về Quảng Nam. Sáng ngày 17 tháng 8, thông tin từ Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra y tế Bình Đê, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện Đặng Xuân Nam, lái xe ô tô tải biển kiểm soát 43H01096 di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng có hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch. Theo đó, tài xế Nam ngoài việc chở hàng hóa còn chở theo Nguyễn Duy Tân, sinh năm 1987, là người đi nhờ xe về Quảng Nam. Theo lộ trình, xe có dừng, đỗ ở thành phố Quảng Ngãi để giao hàng. Phát hiện lái xe có hành vi vi phạm quy định về việc chở người trái phép từ vùng dịch về địa phương nên Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, gần đây, tình trạng xe dịch vụ, xe tải về từ vùng dịch lợi dụng việc lưu thông hàng hóa thiết yếu đã chở người trái phép về từ các địa phương đang áp dụng chỉ thị 16, 16 cộng, gây nguy cơ lây lan dịch cho địa phương. Đây là hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch, cần phát giác và xử lý nghiêm. Việc chở người trái phép về từ vùng dịch bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, mức phạt đối với tổ chức vi phạm sẽ gấp 2 lần. Người vi phạm còn bị buộc cách ly tập trung theo quy định, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi nói. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!